Trời, ta nói bạn bè như cái bẹn bà gì đó. Mang danh nghĩa bạn bè nhưng thiệt chất là lộn nguyên cái bàn. Tao có đôi lời muốn gửi tới mấy cái đứa bạn thân của tao. Nghe cho kỹ nha mấy má. Nói thiệt nha, từ bây giờ mà tao comment cho đứa nào mà đứa đó không rep comment của tao đó, là đéo bây giờ tao dám comment nữa đâu mấy má. Phải chi tụi bay bận á, tụi bay không có rep comment á thì tao cũng không có nói gì. Mà hỡi ơi, tao với thằng kia cùng nhau comment trong hình của mày. Thậm chí là tao comment trước thằng đó nữa, tao 7 phút, nó 6 phút. Mà nở lòng nào. Mày rep comment của thằng đó mà chớ hề rep comment của tao. Mà thay vì mày nhiều comment quá đi, mày không thấy thì tao không nói. Trời ơi, mà có 5 cái comment nó trả lời hết 4 cái, còn cái của mình nó để yên, nó để nguyên. Trời ơi, nó ngâm cái comment của mình tới lúc mà ôi thiêu móc hỏng luôn đó. Qua ngày hôm sau nó like cái comment của mình rồi nó để cái icon. Sao mày không để cái comment nó hóa thạch luôn đi má? Dẹp mẹ đi khỏi rep. Mình là cái dạng thân thiện hoa hậu đại dương, gặp bạn ở ngoài là mình phải chào. Mình đã làm gì sai? Tao cứ tưởng chúng ta là bạn chứ. Trên cái cõi đời này không có cái gì mà quê bằng cái việc mà mình thân thiện với người ta. Mình chào người ta mà người ta bơ mình sắp mặt luôn. Một khi mà người ta đã chào mình là người ta quý mến, người ta mới chào. Tụi bay có biết tụi bay làm gì tao tổn thương lắm không? Trời ơi, tâm hồn của tao mỏng manh, ngây thơ, trong sáng quá mà. Tụi bay đối xử với tao vậy tụi bay không thấy tụi bay ác độc ư? Còn nữa, bạn bè gì mà mỗi lần tụi bay có chuyện buồn tụi bay thất tình lục dục, tụi bay nhắn tin cho tao quá trời quá đất. Ủa sao tao nhớ tao rep nhiệt tình quá mà. Phải nói là tao nhắn tin cho tụi bay một nùi, một nùi. Trời, tao nói tao nhắn quá trời, nửa năm sau tụi bay rep lại cho tao cái mặt icon. Rồi tao nói trên mạng nó có mấy cái á, tát người bạn thân của bạn vô, tát đứa bạn bạn yêu nhất vô, tát đứa bạn bạn coi trọng nhất vô. Trời ơi, tao muốn thể hiện tình bạn thân của chúng ta. Tao muốn cả thế giới biết rằng mày là bạn thân của tao. Mình tát nó vô cái nó comment icon. Lũ súc vật biển. Trời, may là nó comment icon là còn đỡ đó. Chứ nhiều khi nó chỉ like comment chứ đéo thèm rep. Một cú suối phạt đền, ngu người. Còn nếu á mà cái con bạn của bạn á, nó kêu rằng tao chia tay bồ tao rồi đó, đừng có tin nha. Trời ơi, cái hôm mà nó chia tay thằng bồ của nó làm như là cái bản ngã của nó vậy đó. Trời ơi, nó gọi điện thoại cho mình, nó khóc lên khóc xuống. Tao nói cho mày biết, kỳ này là tao chia tay nó thiệt. Tao không có quay lại với nó nữa đâu. Chỉ có mày là tốt với tao thôi, chỉ có mày là bạn thân của tao thôi. Cái mình bỏ thời gian ra an ủi nó, mình đi chơi với nó cho nó bớt buồn. Nó còn đăng hình mình với nó lên Facebook ghi caption: tình bạn đôi lúc còn lãng mạn hơn tình yêu. Được. Một tuần sau, mình thấy hình nó chụp với thằng bồ nó rồi ghi caption: trời ơi, gương vỡ rồi lại lành. Trời ơi, mình phải nhỏ mắt bằng video tô 10 lần để nhìn lại tấm hình đó đó. Cái mình nhắn tin mình hỏi nó, nó kêu chứ quay lại rồi, từ từ rồi lại hạnh phúc thôi. Rồi tao nói sau khi nói với thằng bồ nó quay lại là nó bơ mình luôn. Một người bạn thật sự không phải là người đến với bạn đầu tiên, cũng không phải là người bạn biết lâu nhất, mà đó là người ở bên bạn lúc khó khăn mà không bao giờ bỏ rơi bạn. Bye bye các bạn, chúc các bạn có một tình bạn đẹp. Peace.